Mãi làm không để ý thủy triều lên, thanh niên và chiếc xe máy bị kẹt giữa biển. Mới đây, một thanh niên xứ biển vì cuộc sống mưu sinh đã không quản nắng gió thủy triều mà vẫn cố tâm bám biển, lặn lội ngoài bờ biển cả ngày, chỉ mong sao đổi lấy được từng chén cơm manh áo. Anh làm việc miệt mài đến mức khi anh ngẩng đầu lên thì đã thấy xung quanh toàn là nước. Thủy triều gặp hôm gió lớn, triều lên nhanh, trong khi anh lại mãi lo làm mà quên mất thời gian. Mặc dù trước đó anh đã xem qua lịch thủy triều, cũng như là kinh nghiệm xem thủy triều của ông cha truyền thụ lại. Thế nhưng anh và chiếc xe máy của mình vẫn bị kẹt lại ở một cồn cát cao giữa những con sóng biển mênh mông. Ngay khi thấy anh thanh niên bị kẹt lại và có dấu hiệu cần giúp đỡ, một chàng trai khác đã nhanh chóng chèo thuyền thúng ra cồn cát. Cả hai đã khệ nệ bưng chiếc xe lên thúng. Một xe hai người cưỡi trên thuyền thúng đã có một hành trình vào bờ đầy ngoạn mục. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số người đã phải giật mình trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc của anh thanh niên, đồng thời cũng có những lời cảm ơn trước sự trượng nghĩa của chàng trai chèo thuyền thúng. Một vài bình luận được cộng đồng mạng để lại. Kinh nghiệm sâu sắc là khi đi biển thì nên xem lịch thủy triều lên xuống lúc mấy giờ trước đó rồi hãy đi biển. Chỗ này mà ngắm thủy triều lúc hoàng hôn hay bình minh lên đó là thích dã man. Có một lần trong mơ tôi đã bị giống như thế này, tỉnh dậy hoảng sợ 3 ngày chưa hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.